Thưa quý vị, nghệ thuật bài chòi ở Đà Nẵng được Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2016. Bài chòi ở Đà Nẵng không chỉ gói gọn trong các dịp lễ hội truyền thống mà hiện nay đã phổ biến trên địa bàn. Theo đó, bài chòi là một trong những hoạt động nổi bật hai bên bờ sông Hàn thành phố để quảng bá rộng rãi nét văn hóa truyền thống của dân tộc cho người dân và du khách. Cứ 19:30 vào thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần, hoạt động hô hát bài chòi lại được diễn ra tại vỉa hè đường Trần Hưng Đạo, phía nam bờ đông cầu Rồng. Hoạt động này đã thu hút đông đảo du khách và người dân thành phố đến xem, đặc biệt là những người lớn tuổi. Họ không chỉ ngồi thưởng thức những màn hát đối đáp đặc sắc mà còn nhiệt tình tham gia vào trò chơi. Thực ra thì cô xuất thân từ nông thôn và cái này đặt cô ấn tượng từ lúc khi cô còn bé. Cho nên đến bây giờ thì cô nhớ mãi trong lòng. Cô mong muốn rằng cái bài chòi này được duy trì mãi để cho con cháu chúng ta sau này nó sẽ được học hỏi và nó giữ những cái truyền thống của ông cha để lại. Theo câu lạc bộ bài chòi trực thuộc Trung tâm Văn hóa Điện ảnh thành phố là đơn vị chủ trì tổ chức cho biết, do dịch Covid-19 nên hoạt động hô hát bài chòi trong thời gian qua bị ảnh hưởng nhiều, song được lãnh đạo thành phố quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho câu lạc bộ phát triển nên năm nay đơn vị đầu tư đổi mới phương thức tổ chức hoạt động về nội dung lẫn hình thức sao cho phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo có sự mới lạ, hấp dẫn, thu hút khách. Và sự trở lại lần này, chúng tôi tăng cường tập luyện, đưa tất cả các cái câu ca tiếng hát mới, đưa mọi cái hình thức nghệ thuật hấp dẫn để vào cho bài trò lần này và tiếp tục phục vụ cho quần chúng nhân dân sắp tới. Có thể nói hô hát bài chòi là một trong những nét văn hóa truyền thống dân gian rất độc đáo và mang tính đặc trưng của vùng đất và con người xứ Quảng nói chung và Đà Nẵng nói riêng. Vì vậy, việc bảo tồn, giữ gìn và phát huy loại hình nghệ thuật bài chòi này là đặc biệt quan trọng. Cái điều mà chúng tôi mong muốn để mang lại cho khán giả là làm thế nào để khán giả đồng hành cùng với chúng tôi, công nhận nó là bộ môn nghệ thuật phi vật thể của nhân loại. Mà muốn được như vậy thì cũng do từ chúng tôi tạo ra, làm thế nào để thu hút quần chúng, để có sự hấp dẫn và mong rằng quần chúng hiểu nhiều hơn về bộ môn nghệ thuật dân ca bài chòi để đồng hành cùng với chúng tôi theo năm tháng. Ba con ai là thiên hạ.